Kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, Luật Cảnh sát biển Việt Nam gồm 8 chương, 41 điều được Quốc hội khóa 14 thông qua tại kỳ họp thứ 6 ngày 19 tháng 11 năm 2018, có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2019. Việc Quốc hội ban hành Luật Cảnh sát biển Việt Nam thể hiện tuyên bố mạnh mẽ của Đảng và Nhà nước ta về quyết tâm bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc, bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán quốc gia trên biển bằng các biện pháp pháp luật hòa bình phù hợp với pháp luật quốc tế. Đồng thời, đây cũng là một bước hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam nói chung và pháp luật về Cảnh sát biển Việt Nam nói riêng, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và phát huy sức mạnh tổng hợp trong bảo vệ biển, đảo Việt Nam giai đoạn hiện nay. Sau đây, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung Luật Cảnh sát biển Việt Nam 2018. Mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu. Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 19 tháng 11 năm 2018, Quốc hội ban hành Luật Cảnh sát biển Việt Nam. Chương 1. Những quy định chung. Điều 1. Phạm vi điều chỉnh. Luật này quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và hoạt động của Cảnh sát biển Việt Nam, chế độ chính sách đối với Cảnh sát biển Việt Nam, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan. Điều 2. Giải thích từ ngữ. Trong luật này, các từ dưới đây được hiểu như sau. 1. Bảo vệ chủ quyền, quyền tài phán quốc gia trong vùng biển Việt Nam là hoạt động phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh và xử lý cơ quan tổ chức cá nhân vi phạm quy định của pháp luật về chủ quyền, quyền tài phán quốc gia trong vùng biển của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 2. Cán bộ chiến sĩ Cảnh sát biển Việt Nam bao gồm sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ, công nhân và viên chức thuộc biên chế Cảnh sát biển Việt Nam. Điều 3. Vị trí chức năng của Cảnh sát biển Việt Nam. 1. Cảnh sát biển Việt Nam là lực lượng vũ trang nhân dân, lực lượng chuyên trách của nhà nước, làm nòng cốt thực thi pháp luật và bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn trên biển. 2. Cảnh sát biển Việt Nam có chức năng tham mưu cho Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành theo thẩm quyền hoặc đề xuất với Đảng, Nhà nước về chính sách pháp luật bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn trên biển, bảo vệ chủ quyền, quyền tài phán quốc gia trong vùng biển Việt Nam, quản lý về an ninh trật tự an toàn và bảo đảm việc chấp hành pháp luật Việt Nam, điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên thỏa thuận quốc tế theo thẩm quyền. Điều 4. Nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Cảnh sát biển Việt Nam. 1. Đặt dưới sự lãnh đạo tuyệt đối trực tiếp về mọi mặt của Đảng Cộng sản Việt Nam, sự thống lĩnh của Chủ tịch nước, sự thống nhất quản lý nhà nước của Chính phủ và sự chỉ đạo chỉ huy trực tiếp của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. 2. Tuân thủ Hiến pháp và pháp luật Việt Nam, điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên. 3. Tổ chức tập trung thống nhất theo phân cấp từ Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam đến đơn vị cấp cơ sở. 4. Chủ động phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, đấu tranh và xử lý hành vi vi phạm pháp luật. 5. Kết hợp nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, quyền tài phán quốc gia, quản lý an ninh trật tự, an toàn trên biển với phát triển kinh tế biển. 6. Dựa vào nhân dân, phát huy sức mạnh của nhân dân và chịu sự giám sát của nhân dân. Điều 5. Xây dựng Cảnh sát biển Việt Nam. 1. Nhà nước xây dựng Cảnh sát biển Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, ưu tiên nguồn lực phát triển Cảnh sát biển Việt Nam. 2. Cơ quan tổ chức công dân Việt Nam có trách nhiệm tham gia xây dựng Cảnh sát biển Việt Nam trong sạch, vững mạnh. Điều 6. Trách nhiệm và chế độ chính sách đối với cơ quan tổ chức cá nhân tham gia phối hợp, cộng tác, hỗ trợ, giúp đỡ Cảnh sát biển Việt Nam. 1. Cơ quan tổ chức cá nhân khi hoạt động trong vùng biển Việt Nam có trách nhiệm tham gia phối hợp, cộng tác, hỗ trợ, giúp đỡ Cảnh sát biển Việt Nam thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn. 2. Cơ quan tổ chức công dân Việt Nam có trách nhiệm phối hợp với Cảnh sát biển Việt Nam thực hiện quyết định huy động nhân lực, tàu thuyền và phương tiện thiết bị kỹ thuật, dân sự của cơ quan có thẩm quyền để bảo vệ chủ quyền, quyền tài phán quốc gia trong vùng biển Việt Nam. 3. Cơ quan tổ chức cá nhân tham gia phối hợp, cộng tác, hỗ trợ giúp đỡ Cảnh sát biển Việt Nam được nhà nước bảo vệ và giữ bí mật khi có yêu cầu. Có thành tích thì được khen thưởng, bị thiệt hại về tài sản thì được đền bù, bị tổn hại về danh dự, nhân phẩm thì được khôi phục. Người bị thương tích, tổn hại về sức khỏe, tính mạng thì bản thân hoặc gia đình được hưởng chế độ chính sách theo quy định của pháp luật. Điều 7. Các hành vi bị nghiêm cấm. 1.
chống đối, cản trở hoạt động của Cảnh sát biển Việt Nam, trả thù, đe dọa, xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm của cán bộ chiến sĩ Cảnh sát biển Việt Nam trong thi hành công vụ hoặc vì lý do công vụ. 2. Mua chuộc, hối lộ hoặc ép buộc cán bộ chiến sĩ Cảnh sát biển Việt Nam làm trái chức trách nhiệm vụ quyền hạn. 3. Giả danh cán bộ chiến sĩ Cảnh sát biển Việt Nam, giả mạo tàu thuyền, phương tiện của Cảnh sát biển Việt Nam, làm giả, mua bán, sử dụng trái phép, trang phục, con dấu, giấy tờ của Cảnh sát biển Việt Nam. 4. Lợi dụng, lạm dụng chức vụ, quyền hạn, vị trí công tác của cán bộ chiến sĩ Cảnh sát biển Việt Nam để vi phạm pháp luật, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân. 5. Cán bộ chiến sĩ Cảnh sát biển Việt Nam nhũng nhiễu, gây khó khăn đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân hoạt động hợp pháp trên biển. 6. Hành vi khác vi phạm quy định của luật này. Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi sẽ tiếp tục giới thiệu nội dung Luật Cảnh sát biển Việt Nam 2018 trong các số tiếp theo trên sóng của Đà Nẵng TV. Mời quý vị và các bạn chú ý đón xem. Xin kính chào tạm biệt.